Xin chào ba mẹ, hôm nay Go Cat giới thiệu bộ giường Go Kid Plus với phiên bản nâng cấp tốt nhất có nhiều tiện lợi. Giường được làm từ chất liệu gỗ quế tự nhiên 100% đảm bảo độ bền lên 10 năm. Khung giường chắc chắn có độ dày gỗ tới 2,5cm. Các góc cạnh của thành giường được bo tròn tỉ mỉ tránh va đập rất an toàn cho bé. Thiết kế lắp ghép các lỗ khoan chờ đã được tạo sẵn khiến việc lắp đặt trở nên đơn giản dễ dàng. Giường có chiều cao 40cm tách khỏi mặt đất rất phù hợp với khí hậu Việt Nam và kết hợp cầu thang lên xuống rất thuận tiện. Với kết cấu 5 thanh gỗ chắc chắn có độ dày 3cm chịu được trọng lượng tối đa lên tới 120 cân cho bé thoải mái nhún nhảy. Chất liệu cao cấp làm từ cao su nguyên chất mang lại sự đàn hồi độc đáo và êm ái nhất. Vỏ đệm được kết hợp từ vải thun mềm dạng lưới giúp đệm được thông thoáng đồng thời hạn chế tình trạng đổ mồ hôi khi ngủ. Với combo vải merlin cao cấp đem lại sự thoáng mát mềm mịn kết hợp cùng đệm cao su sẽ đem lại một giấc ngủ cho bé thật tuyệt. Đủ hai màu lựa chọn cho bé trai và bé gái.